Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 21 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Xem vận trình ngày chủ nhật này với người tuổi Tý, thầy Tử Vi chỉ ra rằng cục diện ngũ hành tương phá đem lại nhiều tác động xấu cho người tuổi Tý hôm nay. Nếu bản mệnh không cẩn thận khi bắt tay vào công việc hoặc tin người quá dễ dàng thì kẻ tiểu nhân sẽ lợi dụng sơ hở để hãm hại bạn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung chắc chắn sẽ hạn chế được sai sót, giảm thiểu được ảnh hưởng xấu. Trên phương diện tài lộc thiên tài cho thấy bạn có cơ hội ăn nên làm ra trong ngày hôm nay, nhất là với những người đang có nghề tay trái hoặc mong muốn được thử vận may của mình. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu thân, thìn tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có khách hoặc có bè bạn đến làm đảo lộn mọi dự tính sinh hoạt trong ngày sức khỏe không tốt phải di chuyển hoặc toan tính nhiều cho mọi người ngày của tình cảm buồn vui lẫn lộn tiền bạc vào nhanh ra nhanh về hội hè ăn uống quà tặng mua sắm tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp tiệc tùng đình đám hẹn ước mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất hao tốn tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng có cuộc đi không vừa ý tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nếu đã có tính toán về sự thay đổi cho công việc cần thiết thì nên tiến hành có sự gặp gỡ hội họp đám tiệc hẹn ước giải trí có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm có cuộc đi ngắn có tin vui về tình cảm tin xấu về sức khỏe làm ăn tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ không nên buôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả nên chờ đợi vén khéo công việc gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc nhưng cũng không nên kéo dài trong nhóm có người không tốt nên giữ hòa khí tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất chạy quán, phạt vạ hao tốn tài lộc có sự gặp gỡ hội họp đám tiệc hẹn ước giải trí có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm, tin xấu về sức khỏe, làm ăn. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, ngũ hành tam hợp giúp người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Bản mệnh thậm chí có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nếu biết phát huy khả năng lãnh đạo và chỉ huy. Nếu đang là nhân viên, bạn sẽ dễ dàng thăng tiến. Tuy nhiên, người đứng ở vị thế lãnh đạo cần tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn. Hãy quan tâm hơn đến họ để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, từ đó phân công nhiệm vụ hợp lý với từng người. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn vững vàng trước sóng gió cuộc đời. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ tí tị, dậu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nên thay đổi chỗ ở công việc hoặc cố gắng giải quyết công việc cũ trong ngày. Không nên để người giòm ngót thị phi hoặc bị khiển trách. Có quý nhân giúp đỡ về tài lộc nhưng không vừa ý, dễ hao. Đề phòng rủi ro hoặc có tin buồn, có sự sửa chữa tu bổ về đồ đạc, nhà cửa, văn phòng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy. Mọi việc dễ gặp trở ngại, chắc trở chậm chạp, khó khăn nếu đã có hẹn ước hoặc dự tính làm việc gì thì sự việc sẽ xảy ra không như ý muốn, khiến cho công việc phải có sự khôn khéo để xoay trở, phải bỏ công sức ra nhiều hơn. Hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, trang trí. Có sự gặp gỡ bè, bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Có sự gặp gỡ bè, bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Nhưng có tin không tốt, chuyện phiền lòng trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro có tin xấu về đi lại di chuyển các phương tiện xe cộ máy móc mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu nhất là lưu ý đến những công việc cũ có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới sức khỏe không tốt tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết ngày có tin xấu nên cẩn trọng trong việc đi lại sử dụng phương tiện xe cộ máy móc có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Có quý nhân giúp đỡ. Có sự gặp gỡ bè, bạn thân nhân, hoặc có tiệc. Có tin xấu về đi lại các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới sức khỏe không tốt tử vi tuổi dần chính quan chiếu mệnh là dấu hiệu tốt cho người tuổi dần nếu bạn đang làm trong lĩnh vực bàn giấy bạn có thể phát huy được điểm mạnh là cẩn thận tỉ mỉ chăm chỉ và trách nhiệm của mình tinh thần làm việc tốt giúp bạn khẳng định được vị thế của mình trong mắt ban lãnh đạo cũng như đồng nghiệp xung quanh điều bạn cần bây giờ là một cơ hội để bứt phá vươn lên trước khi đến được lúc ấy hãy tiếp tục rèn luyện mình Tuy nhiên, tình cảm của con giáp này và người nhà lại không yên ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương, bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương để kìm nén cơn nóng giận. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, thìn, hợi. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại mới tốt nếu không thì việc mong cầu khó có kết quả, gặp trắc trở tuy nhiên phải có sự rè rặt chậm rãi, toàn tính kỹ càng rồi mới hành động vào ngày khác nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ có sự giúp đỡ mình về ý kiến hoặc tiền bạc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn có cuộc vui tin vui quà cáp nghe tin buồn về sức khỏe, buồn mạng của thân nhân, bè bạn ngày có sự hẹn ước đáo hạn định kỳ tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên quý nhân của mình ngày có khách bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui nhưng có tin buồn về tai nạn rủi ro bệnh tật nếu không như vậy thì gia đạo có chuyện tu bổ chỉnh đốn sửa chữa tài lộc vào nhanh ra nhanh hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc mọi việc xảy ra rất nhanh có sự biến chuyển đảo lộn do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Ngày thuận lợi cho các việc mong cầu về tình cảm, hôn nhân, kết bạn, đính ước, hợp tác, thi cử, xét duyệt lương bổng. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, tin tức tốt không nên trần chờ khi có cơ hội đến dù không có lợi mấy ở trước mắt, nhưng nên tiến hành, hoặc mạnh bạo thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng việc tương lai phải trải qua nhiều giai đoạn, công sức. Tử vi tuổi mão Do cục diện tương xung tác động, người tuổi mão có xu hướng coi thường ý kiến của người khác, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Theo tử vi hàng ngày cho thấy, bạn quá kiêu ngạo khi luôn cho rằng mình là người đúng, bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên bạn không thể bắt người khác nghe theo ý mình một cách vô điều kiện. Còn nếu muốn ý kiến của mình được công nhận thì tốt nhất là hãy trình bày quan điểm một cách thật rõ ràng. Trong chuyện tình cảm, người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì sợ yêu, lo lắng sau này mình sẽ phải chịu tổn thương. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Có sự thay đổi về công việc, phương hướng làm ăn cũng như về chuyện tình cảm, hoặc vì hoàn cảnh mà mình phải thay đổi, đi xa, di chuyển, lo toan. Mọi việc nên có sự gói ghém không nên bày vẽ chỉ thêm trở ngại, phiền toái. Gia đạo bất an, có tin buồn. Tiền bạc tuy có nhưng cũng dễ hao hoặc chậm chạp, dày già. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của buồn mạng. Nên đi xa để giải quyết công việc cũng không nên tránh né có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có tiệc tùng đình đám hoặc ngày có nhiều sự thay đổi biến động bất ngờ có tài lộc hoặc có sự thuận lợi tin vui về tình cảm tiền bạc đồ đạc có tin buồn về tai nạn đau yếu tử vi tuổi kỳ mão thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác có tài lộc hoặc có sự thuận lợi tin vui về tình cảm tiền bạc đồ đạc nhưng dễ hao tán về mua sắm tu bổ giúp đỡ có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ đề phòng rủi ro khi di chuyển đi lại tiến hành công việc tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên xem xét lại những chuyện cũ và nhắc nhở với nhau cần phải giải quyết hoặc làm cho xong có sự nhờ vả giúp đỡ hoặc góp ý kiến có tin tức sai lạc thiếu sót hoặc nhắn tin lầm có tin tức về tài lộc có lộc ăn có sự phúc đáp của người thân bè bạn ở xa tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng có tài lộc hoặc có sự thuận lợi tin vui về tình cảm tiền bạc đồ đạc nhưng dễ có sự hư hại chậm chạp hao tán về mua sắm tu bổ giúp đỡ có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ đề phòng rủi ro khi di chuyển đi lại có tin xấu về sức khỏe ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác Tử vi tuổi thìn. Nhị hợp nâng đỡ, người tuổi thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính bạn lại thường cảm thấy không thực sự tự tin, thậm chí hoang mang, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình. Trước khi đưa ra quyết định hoặc lựa chọn, bạn hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình là gì hoặc điều mà mình mong muốn rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Hãy bình tĩnh để có thể lắng nghe tiếng nói từ chính nội tâm của mình, chớ vội chạy theo bước chân người khác trong chuyện tình cảm, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia cũng là người định hướng cho bạn, khiến bạn luôn cảm thấy tin tưởng. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ tí, mão, thân. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Nên theo đường hướng cũ mà làm, chưa phải lúc thay đổi phương hướng công việc. Có tin vui thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa, gặp quý nhân, bè bạn. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có sự gặp gỡ người thân. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Có sự thay đổi về công danh, chức vụ hoặc phải tạm bỏ ngang công việc nửa chừng để làm công việc khác. Ngày khó có sự việc nào hoàn thành trọn vẹn hoặc chưa có sự tính toán tốt đẹp. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen. Tài lộc trung bình, có lộc ăn, có hư hại về đồ đạc, vật dụng tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mọi việc tổ chức sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn trong đó có người không tốt nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc có tin xa có cuộc đi ngắn có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim mọi việc xảy ra rất nhanh có sự biến chuyển đảo lộn do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Không nên hấp tấp, vội vàng, nản trí khi gặp sự khó khăn, tranh cãi. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi tỵ Chính ấn nâng đỡ, người tuổi tỵ làm ở cương vị lãnh đạo nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của nhân viên. Bạn luôn ý thức rõ ràng mình cần gì và phải làm những gì để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra, Tuy nhiên, có một số người lại quá dễ dàng hài lòng với những thành tích mà mình đã đạt được. Nếu không tiếp tục cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng trở nên tụt hậu và tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình đấy. Trong chuyện tình cảm, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Dù người ấy có khiến bạn không vừa ý thì bạn cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên, hãy nói để người ấy hiểu điều gì khiến bạn tức giận. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ mùi thân tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều biến động khiến cho công việc hoặc ý định của mình phải thay đổi hoặc tính toán lại nên chịu khó nghe lời khuyên của nhiều người trước khi quyết định hành động có tài lộc hoặc có tin tức tốt thuận lợi cho mình có sự hao tốn về giao thiệp mua sắm tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn nên nghỉ ngơi có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám nhưng cũng không nên kéo dài có tin xấu về sức khỏe bổn mạng tai nạn rủi ro của người thân nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng ăn uống tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc không nên có sự xích mích tranh cãi khi có bất đồng quan điểm có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc tùng nhưng cũng không có lợi có tin xấu về sức khỏe bổn mạng tai nạn rủi ro của người thân nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim ngày có nhiều biến động bất ngờ dự tính việc này lại ra việc khác có những sự việc hoặc con người không mời mà đến nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng ngày có sự hao tốn về đám tiệc mua sắm có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn quà tặng lộc ăn tránh gây gỗ thị phi đề phòng rủi ro có tin buồn tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tử vi tuổi ngọ. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi ngọ dễ vướng phải rắc rối trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó. Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách giữa bản thân và người khác. Cho dù bạn có trong sạch đi nữa thì cũng không nên vô tình tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào. Thiên ấn tạo cơ hội để bản mệnh thể hiện điểm mạnh của mình nếu làm trong các lĩnh vực nghiên cứu, nghệ thuật, dịch vụ sự thông minh, nhạy bén có thể giúp bạn tạo ra thành công hiếm người đạt được. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi tuất. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Không nên nóng nảy hấp tấp, vội vàng toan tính mọi việc sẽ đem đến bất lợi. Có nhiều việc cần phải đi hoặc gặp tận mặt mới giải quyết được. Tài lộc dễ hao tán, vào nhanh ra nhanh, hoặc chỉ có lợi về việc thu phục tình cảm, nhân nghĩa. Có sự bảo bọc cho người thân, người ơn, bè bạn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nếu có người đề nghị về công việc thì nên tiến hành nhưng chỉ là những chuyện ngắn gọn mới tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tiệc tùng có tin buồn hoặc sự gặp gỡ kết quả công việc chưa được như ý có sự hao tốn sửa chữa tu bổ chỉnh trang mua sắm vật dụng đi xa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày có sự tu bổ sửa chữa mua sắm gặp lại người xưa bạn cũ hoặc có tiệc tùng tuy nhiên mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có tin buồn về đi lại hoặc nhận tin tức không tốt tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có tin xa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có đám tiệc việc cầu mong còn mơ hồ không nên hấp tấp ngày có nhiều lo âu gặp nhiều áp lực trở ngại tiến thoái lưỡng nan hoặc gặp sự tranh giành bất hòa đưa đến tranh cãi đổ lỗi trách nhiệm bị hàm oan khiển trách mọi việc chỉ nên ngồi yên, càng hành động thì lại càng bị ràng buộc, vấn đề chỉ thêm rắc rối, tài lộc chắc trở, dễ hao. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có tin buồn về chuyện này. tử vi tuổi mùi. Tỷ kiên không phải là dấu hiệu tốt đẹp trong sự nghiệp của người tuổi mùi. Bạn có thể vướng vào tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp bởi đôi bên đều giữ lý lẽ của riêng mình, không ai nhường ai. Bạn là người mạnh mẽ và giữ vững lập trường, song đôi khi bạn trở nên cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Đặc điểm này gây ra những tác động tiêu cực cho sự nghiệp của bản mệnh đấy. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình bạn trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm mà tiền tài, địa vị cũng chẳng thể nào đánh đổi được. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có tin vui về công việc làm ăn. Tuy nhiên cần phải cẩn trọng khi nhận được tin tức hoặc sự đề nghị, có thể do sự hiểu lầm, tin tức đảo ngược với thực tế. Có cuộc đi ngắn, tài lộc trung bình, có tin xa. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy nên nhẫn nại khi thấy việc chờ đợi chậm chạp hoặc có sự trắc trở ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa nhà có tiệc hoặc được mời dự làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng xe cộ máy móc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nếu có tiền bạc tài lộc thì cũng phải hao tốn về mua sắm tu bổ trả nợ hoặc được vay mượn ngày có nhiều biến động thay đổi từ công danh việc làm cho đến tình cảm có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân bè bạn có người đi xa gặp lại người xưa tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe tử vi tuổi thân Tam hội nâng bước người tuổi thân, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ. Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế. Hôm nay là ngày 17 âm lịch, nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh trẻ tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ tỵ, dậu, tuất. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự gặp gỡ, hoặc có nhiều tin tức của bè bạn quý nhân, người thân. Nếu có lời đề nghị về công việc thì nên chấp thuận, hoặc đi đến theo sự yêu cầu. Có tài lộng nhưng dễ hao. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa nếu thấy không có gì tiến triển hoặc thay đổi thì nên ra đi hoặc tìm phương kế khác có nhiều việc hoặc tin tức đến gây khó khăn trở ngại hoặc mình phải có sự âu lo giải quyết cho trọn vẹn có sự hao tán về gặp gỡ giao thiệp tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc việc đến như thế nào thì làm như thế ấy nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt gặp trắc trở hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình tuy nhiên nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận không có hại tình cảm tốt thuận lợi cho việc đi xa dọn dẹp thu xếp công việc chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư vì sẽ có người dòm ngó hoặc châm trích tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại, không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ, nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, di chuyển, chờ mong tin tức. Tử vi tuổi dậu. Cục diện tự hình tác động khiến người tuổi dậu trở nên khá nóng nảy bạn thường tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình mà không hề suy nghĩ kỹ càng không hề lo lắng việc mình sẽ làm mất lòng người khác bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn có những lúc bạn vẫn mắc sai lầm mà chính bạn không nhận ra lắng nghe ý kiến của người khác là cách giúp bạn hoàn thiện bản thân nhanh chóng bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt hoặc những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể trong ngày hôm nay, bạn có thể mắc phải những bệnh về xương khớp. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ thân, dậu, thìn. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Việc gì cũng nên từ từ giải quyết dù có gặp sự trắc trở khó khăn. Nên giữ hòa khí trong nhà hoặc mọi người. Đi xa, di chuyển bất lợi. Có người đem đến tin buồn. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng ngày của sự đáo hạn, đến hẹn. Mọi việc không nên hấp tấp nếu có sự chậm trễ, chắc trở, hoặc có tin không vừa ý, bực mình. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự chắc trở trước, có chuyện xảy ra không vừa ý hoặc nghe tin xấu. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều nên cẩn trọng, và hãy vượt qua mọi trở ngại ngày có sự sửa soạn bàn bạc dọn dẹp nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng có sự gặp gỡ họp mặt người thân bè bạn có tài lộc quà tặng có cuộc vui chơi giải trí di chuyển nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này hao tốn về mua sắm tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự trắc trở trước có chuyện xảy ra không vừa ý hoặc nghe tin xấu tử vi tuổi tuất. Người tuổi tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay dưới ảnh hưởng của cục diện tương hại. Tuy nhiên, những suy nghĩ lạc quan, tích cực sẽ giúp bạn đối diện với hoàn cảnh bế tắc tốt hơn. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, nếu bạn cứ tiếp tục dừng dưng thì đôi bên sẽ càng lúc càng trở nên xa cách. Hãy nhanh chóng tìm cách hòa giải với nửa kia nhé trong ngày hôm nay nếu cần phải xuất hành đi xa bạn nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn hướng xuất hành tốt hôm nay là đông nam để gặp hỷ thần và tây để gặp tài thần giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ dần ngọ thân tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa không nên buôn ba đi xa chỉ gặp những điều không hay có hại cho sức khỏe không đúng hẹn bị lạc lối là bạn tài lộc vào nhanh ra nhanh hao tốn vì tiệc tùng đình đám họ hẹn nhưng cũng không vui vừa ý có tin buồn ở xa tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm hoặc sự giao thiệp qua lại giữa mình và mọi người đã đến lúc có thay đổi cũng không nên kéo dài nên bày tỏ ý định có tin tức buồn vui lẫn lộn nên tránh đi vào đám đông sẽ không có lợi có sự hao tốn hoặc hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên tiến hành có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán, bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết nên chờ đợi vào một dịp khác có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có nhiều việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính ngày có cuộc gặp gỡ bè bạn thân nhân đám tiệc hoặc nhận được tin tức của họ mọi sự di chuyển đi lại đều nên có sự cẩn trọng tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi hợi trong chuyện tình cảm hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi hợi và nửa kia rất yên ấm bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và chú tâm lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì nếu còn độc thân nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập không nên từ chối các buổi gặp gỡ bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó chính quan cho thấy bản mệnh sẽ gặp được may mắn nếu tham gia thi cử trong ngày hôm nay điều quan trọng là bạn cần phải tin vào chính mình tiềm năng của bạn vẫn chưa được thể hiện hết đâu giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ tí, sửu, dần. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Có sự chờ đợi chậm chạp lâu lắc về kết quả công việc hoặc có sự sai hẹn, rời hẹn cho các việc đã có dự tính từ trước. Tài lộc dễ có sự hao tốn về công việc hoặc vui chơi, tiệc tùng, quà tặng. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn có tài lộc hoặc có quà tặng ăn uống tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ chỉnh đốn lại những công việc cũ có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn, có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, tu bổ, mua sắm. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Ngày có sự đi xa, di chuyển, hoặc phải tiến hành công việc có tính cấp bách, không làm không được. Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ. Có tin buồn, nếu là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm. Ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, đám tiệc. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, chuyện vui tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện không vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.